chào anh em đã quay trở lại một khoảng trời riêng nhá. Ngoài đang đi làm về ở chân cầu An Thụ gặp ngay hai con điện diều. Đó, quá cơ. Con chính Mỹ màu hồng đúng không? Có biết lắp không? Ừ, lắp làm sao mà nó dẫy là được. Dẫy bảo hành chứ. Bảo hành gì lắp sai không có bảo hành đâu. Nói ai biết lắp sai. Đây quay lên. Hòa đàn hòa điếc à? Xong rồi, khách về... khách về thả gió mùa, đèo 2 triệu rồi. Một hòa quài, một hòa đàn anh em nhá. Bộ này đê bao nhiêu đấy à? 39 à? Đê 39 anh em ạ. 6 trước nhá. Chôm toàn tập. Bình tĩnh lắm em ạ, gió ăn đêm. Sáu trước thì không cần phải xoay quá nhiều thôi nha. Ống anh thép Nguyễn nhá. Đấy, trong bóng loáng này. Nhôm mới uy lực rồi. 11 quả à? Người em, anh để sáo ở đây nhá. Phong xịp hồng. Và xem khánh gạch của chúng ta như thế nào nhá. Gió này quá đẹp luôn. Quay làm gì á? Con này của ai em? Của em nghịch á? Sợ quá nhở? Sao lại dái bên đỏ bên xanh thế này? Diều tiết kiệm quá rồi mà tiếng đại gia chơi sáo nghệ nhân hải anh dán con diều trông giữa hồng thì xong lại đỏ đỏ xanh xanh. Hòa đàn D65 đúng không nhở? Vẫn bộ ngày trước đây anh em ạ. Bộ này kêu kinh lắm, sáo xuống hải nhá. Trông cũ cũ vậy rồi, kêu kinh lắm anh em ạ. Căn bản là chủ nhân đi làm suốt. Mẻ cũng nhiều lắm rồi. Kiểu kỉnh lắm. Bộ này được mấy năm rồi đấy nhỏ Thánh nhỏ? Bộ này chỉ 2 năm mấy chứ bao nhiêu? Thế mà sao nó cũ thế? Sao nó cũ thế? Miệng này ai đắp vào đây à? Cái khe của miệng con sáo hơi cũ một chút. Lắp vào đi em. Sao rồi? Gãy rồi. Gãy đấy vẫn lên được. Không đẩy vẫn lên được. Cái chỗ đấy không quan trọng. Ừ, buộc vào. Buộc sáo vào đi. Con này 3 mét mấy? 3 mét rưỡi à? Có được giá có lên được không? Cái này làm chơi thôi nhỉ? Ô, 5 lít bán không? Hà Khánh 5 lít nhá. Đấy, nghệ nhân mở 5 lít. Tí lóc sáo lên anh em nhá.
Lên em chính Mỹ xịp hồng hóa âm D, hóa quái D39 trước anh em nhá. 11 cháu Diều Nguyễn Anh Tuấn, 6 đỗ chức, sẽ kết hợp mãi mãi là hoàn hảo. Nhưng mà rơi vào tay người chơi không biết chơi nên là nó cũng hơi buồn. Buồn. Ừ. 6 còn để lệch như này nữa. Ngồi kệ đi. Nhà bên này ra một tí em. Nhà bên bên, bên trái ra một tí. Đẩy lên. Đẩy lên. Xịp hồng lên đầu tiên nhá. Thôi được rồi anh ạ, đứng đây được rồi. Ngắn dây thôi. Thả dây kiểu này là nguy hiểm lắm ấy. Ok. Đừng để nó lộn như vừa nãy nguy hiểm lắm, gió to là nó úp ngay ấy. Gió yếu yếu rồi. Chiều muộn rồi. Tiếp theo là 3,5 m với hòa đàn anh em nhá. Đến 65. Ủa, nghệ nhân kéo nên là chỗ phần bẹn này bị gãy rồi. Táp để bay luôn, không biết có bị sao không. Con này đi dài dài dây ra tí. Dài dây ra. Lèo thứ hai anh ạ. Lèo một thì mình vừa chữa ra. Bây giờ lèo hai. Sợ quá, hai anh em nhà này thi nhau chơi màu hồng. Mày là tiếc vải. Vải nhiều nhưng mà tiếc. Xem em này bay như nào nào. Gió đâu, cũng đuối đuối rồi. Dài dây ra không có gió đâu. Dài dây ra em ơi. Nó kém lắm. Chính Mỹ còn lắc lư. Hết gió. Không biết em này có lên không. Nữa ra. Đi nữa đi. Chạy đi. Úi dùi. Đi đi. Hết gió rồi.
Thế gió rồi. Hết gió, kéo không nổi luôn. Hết gió. Đã. Rồi, nhẹ nhàng, ok. Chờ gió, chờ gió. Không lên được, hết gió à. Hết gió. Đâm lại lần hai mà không ăn thua. Vâng, em hạ cánh lần nào cũng hiền. Thôi, hẹn anh em ở clip sau nhá. Vâng, hết gió rồi.